Emily mến chào tái ngũ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả gần xa đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, xin quý vị hãy bấm đăng ký để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và xin quý vị hãy cho video này một like và nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nhé. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị một tin chấn động và rất nóng hổi này. Fanny Willis và những thẩm phán và dân chủ đang tìm cách lẫn trốn khi Donald Trump phản đòn vì sợ phải lệnh án tù trung thân. Quý vị thân mến, viết về những sự việc luật pháp và luật định thì có lẽ Emily chưa đủ khả năng để mạng đàm. Thế nhưng nhìn qua những bản cáo trạng của các tòa án dưới thời chính quyền của Biden đối với cựu tổng thống Trump, người dân có cảm tưởng như họ đang ném những vị đắng trôi qua bên đó. Bà biện lý quận Fulton thuộc tiểu bang Georgia là Fanny Willis đã ra một bản cáo trạng đối với cựu tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ cựu tổng thống trong nỗ lực tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 tại tiểu bang này. Đây là bản cáo trạng thứ tư mà chính quyền Biden đang dâng lưới đẩy cựu tổng thống Trump vào sọ và đã được dân chúng theo dõi nhiều nhất. Vụ án này đã được bà Biện Lý theo dõi từ 4 năm trước. Bà Biện Lý Fanny Willis là một đảng viên thuộc đảng Dân Chủ và đã được bầu làm luật sư quận vào năm 2020. Bà ta là một phụ nữ da đen đầu tiên được giữ chức vụ này. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, bà Fanny Willis đã bắt tay ngay vào cuộc điều tra cựu Tổng thống Trump. Trong năm qua, bà Fanny Willis đã mạnh mẽ ám chỉ rằng mình đang xây dựng một bản cáo trạng gian lận trong vụ can thiệp bầu cử năm 2020. Bà dùng luật RICO của Georgia rộng hơn nhiều so với quy chế RICO của liên bang, giúp các công tố viên trong tiểu bang có nhiều thẩm quyền hơn trong việc đưa ra cáo buộc dựa trên danh sách dài các tội phạm của tiểu bang và liên bang để có thể được sử dụng và thiết lập một mô hình hoạt động bị cấm. Nó cũng bao gồm các hình phạt nghiêm khắc lên tới 20 năm. Ý nghĩa của luật RICO hay còn gọi là đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của kẻ phạm tội, là luật cho phép chính quyền trừng phạt những người phạm tội tham gia vào các hoạt động tội phạm, đặc biệt là lừa đảo. Ví dụ, luật RICO trừng phạt những người có chức quyền ra lệnh cho cấp dưới thực thi các hoạt động tội phạm cho chúng. Thưa quý vị, sau khi nhậm chức được vài ngày thì Fanny Willis đã mở cuộc điều tra về cựu Tổng thống Trump. Dựa trên việc công bố đoạn ghi âm cuộc điện thoại vào tháng 1 năm 2021 giữa Trump và Barack Rappensperger, trưởng ban bầu cử thuộc tiểu bang Georgia, trong đó, cựu Tổng thống Trump gợi ý rằng gọi Rappensperger, một đảng viên đảng Cộng hòa và là công chức phụ trách bầu cử hàng đầu của tiểu bang, có thể giúp tìm số so phiếu cần thiết để lật ngược thất bại sách sao của ông trước đảng viên của đảng Dân Chủ Joe Biden. Willis đã sử dụng luật các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Rocketeer hay RICO của Georgia để buộc tội cựu tổng thống Trump và các cộng sự của ông vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu trên một khu vực rộng lớn nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang. Kết quả, bà Fannie Willis đã cho ra đời bản cáo trạng thứ tư buộc tội cựu tổng thống Trump với bức hình Merchants có 102 trong lịch sử Hoa Kỳ. Vị đắng của bản cáo trạng cho thấy bà Fanny Willis khi nhậm chức District Anthony tại quận Fulton là một sự sắp đặt. Vì chỉ nhậm chức vài ngày, bà đã hung hăng tìm kiếm điều tra chuyện của cựu tổng thống Trump. Và một đoạn ghi âm hớ hơn trong cuộc điện đàm với ông trưởng bang bầu cử George Bruce là Brad Rappensperger là đủ để kết tội cựu tổng thống Trump. Nếu cựu Tổng thống Trump có tôi thì cần gì phải sử dụng luật RICO hay còn uẩn khúc gì mà người dân cảm thấy đăng đáng trong cổ họng? Chỉ có trời mới biết được, nhưng mà lưới trời lông lộng khó ai hại người mà không thoát khỏi. Mới đây, một luật sư tên là Ashley Merchant đã để đơn yêu cầu loại bỏ bà Fanny Willis ra khỏi vụ kiện vì bà Fanny Willis đã thuê một người bạn trai không đủ tiêu chuẩn, trả cho anh ta một khoản tiền hậu hĩnh từ kho bạc của chính phủ làm công tố viên trong vụ án của cựu Tổng thống Trump. Theo tố cáo, thì bà Penny Willis và ông Lovin Boy, luật sư Nathan Way của bà ta, là đôi song kiếm hợp bích quyết tâm triệt hạ cựu Tổng thống Trump qua cáo trạng thứ tư này, Mối quan hệ này bị bại lộ khi Fannie Willis bổ nhiệm Nathan Quay, lãnh đạo cuộc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump ở Georgia. Sau khi Fannie Willis bị tố cáo là đã thao túng quyền lực trong việc bổ nhiệm Nathan Quay cùng với tham nhũng tiền bạc của công để đưa Lovin Boy đi du hí, sau một chặng đường dài được kích động bởi những tiết lộ về mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ giữa luật sư quận Fulton, Fannie Willis và công tố viên trưởng Nathan Wayne. Thưa quý vị, qua nhiều tuần lấy lời khai và cân nhắc cũng như chứng kiến thái độ hống hách, thiếu phong cách trí thức của bà Fanny Willis, thẩm phán Scott Mark Afee của Tòa Thượng thẩm quận Fulton phải tuyên án là ông nhận thấy không có xung đột lợi ích rõ ràng nào có thể khiến Fanny Willis bị loại khỏi việc truy tố vụ án nhưng ông ta đã khiển trách bà Fanny Willis vì sự sai sót nghiêm trọng trong khả năng phán đoán khi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với Nathan Way và vì hành vi thiếu chuyên nghiệp trong lời khai nảy lửa của bà ta trong phiên điều trần về đề nghị loại bà ta vì hành động của bà ta có vẻ là không đứng đắn. Mark Avey đã ra lệnh cho bà ta phải loại Lovin Boy Nathan Way khỏi vụ án để bà được tiếp tục ở lại dự án cựu Tổng thống Donald Trump vị đắng trong vụ án xử của ông thẩm phán Scott Mark Avey là đã cho biết bà Fanny Willis là vì sự sai sót nghiêm trọng trong khả năng phán đoán và vì hành vi thiếu chuyên nghiệp trong lời khai nảy lửa của bà ta trong phiên điều trần về đề nghị loại bà ta vì hành động của bà ta có vẻ là không đứng đắn. Mark đã ra lệnh cho bà ta phải loại Lovin Boy Nathan Way khỏi vụ án để bà được tiếp tục ở lại sự án cựu tổng thống Donald Trump. Không biết luật sư Hoa Kỳ hiện nay có sự án theo luật hay không mà một vị luật sư đã khiển trách bị cáo luật sư Fannie Willis vì sai sót nghiêm trọng trong khả năng phán đoán và vì hành vi thiếu chuyên nghiệp lại còn có vẻ không đứng đắn mà vẫn còn có qualify để tiếp tục sự án một vị cựu tổng thống Hoa Kỳ. Thật bó tay thưa quý vị. Tờ báo Bloomberg News vừa cho hay, nữ dân biểu đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia Marjorie Taylor Green đã viết trong đơn khiếu nại gửi tới State Bar of Georgia hôm thứ Tư rằng bà đang yêu cầu một cuộc điều tra về Fannie Willis, việc đình chỉ và tước quyền hành nghề của bà ấy. Theo nguồn tin này, Quinny đã chỉ trích thẩm phán giám sát vụ can thiệp bầu cử vì đã không loại Fanny Willis khỏi vụ án và vì không phát hiện ra rằng cô đã nói dối trên bục nhân chứng về mối quan hệ của mình với Nathan Way, công tố viên đặc biệt mà Willis đã thuê. Đồng thời, một trong những người trung thành với cựu Tổng thống Trump tại Quốc hội, dân biểu Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cơ quan đang điều tra bà Fanny Willis và vụ truy tố cựu Tổng thống của bà. Mới đây, ông Jim Jordan đã gửi một lá thư cho bà Fanny Willis đe dọa nếu bà coi thường các thủ tục tố tụng của quốc hội và không giao nộp một số tài liệu liên quan đến việc văn phòng của bà đã sử dụng quỹ liên bang. Chờ xem thế lực của bà luật sư da màu này có mạnh hơn luật lệ tại Hoa Kỳ hay không? Tổng thống Trump là người trước đây chưa bao giờ dính dáng xa gần đến chính trị, chưa bao giờ ra tranh cử một chức vụ chính trị lớn nhỏ nào. Do đó, phương cách kinh bang tế thế của ông cũng như cách xử thế của ông hoàn toàn khác lạ, chưa bao giờ thấy trong sách vở chính trị cũng như trong thực tế lịch sử chính trị Mỹ tiêu biểu. Ông Trump đã là một bước ngoặt thay đổi lớn trong sinh hoạt chính trị Mỹ, đã không còn nữa những chính khách nói chuyện bà phải, nói chuyện dẻo lưỡi, ai nghe cũng nghĩ đó chính là những gì mình muốn và thích nghe, mà bây giờ là ông thần Trump có sao thì nói vậy, thích thì nghe, không thích thì ráng mà chịu cái tính mới là đó dĩ nhiên đã gây ra những tranh cãi chưa từng thấy trong lịch sử các tổng thống mỹ người thì khâm phục tính nói thẳng của một mô thức lãnh đạo mới thành thật với dân kẻ thì sĩ vả quốc trưởng vụ học ăn nói thiếu lễ độ hay ít nhất cũng thiếu tế nhị dễ gây phật lòng chẳng những vậy thưa quý vị thì ông thần này lại còn hô hào cái mà ông gọi là tác cạn đầm lầy nhà nước ngầm nôm na ra thì đó là việc thanh lọc những lớp quan lại không ai bầu, vừa bất tài vừa tham ô đang thao túng chính trường Mỹ trong hậu trường. Thế nhưng nhất quyết bằng mọi giá bảo vệ cái ghế của mình bất kể dưới thời tổng thống nào hoặc chính sách nào. Nhà nước ngầm từ xưa cho tới nay luôn là nền móng của mọi chế độ. Bây giờ ông thần Trump đòi phá nát, thế thì chế độ này dựa trên nền móng gì? Và thưa quý vị, các triệu công chức sẽ đi đâu và làm gì? Bởi vì suy cho cùng thì nếu mà nhìn vào thực tế thì các công chức mà mất việc thì rất khó để tìm việc. Cái này còn nhớ năm xưa khi mới qua Mỹ được một ông sếp Mỹ khuyên bảo là anh đừng lo, nếu anh không biết làm gì hay là không muốn làm gì thì cứ xin đi làm công chức. Trong tư cách dân thiểu số cần giúp đỡ, anh sẽ rất dễ xin làm công chức, rồi không cần làm gì mà chẳng bao giờ bị đuổi việc, ngồi ngáp tới ngày hưu rồi lãnh tiền hưu khẩm. Bây giờ Tổng thống Trump đòi sa thải luôn đi công chức thì họ còn đi đâu được nữa. Khu vực tư ở Mỹ không bao giờ thuê lại công chức bị sa thải, mà số công chức ở Mỹ không phải là nhỏ, nhất là dưới thời Biden, khi cụ ra lệnh các công sở kết nạp công chức ảo ảo để giảm tỷ lệ thất nghiệp, là loại tỷ lệ không tổng thống nào thích. Bởi thế đã dẫn đến tình trạng giờ đây chúng liên tục tìm cách hồng ngăn cản Donald Trump tái đắc cử tổng thống năm 2024. Cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel YouTube BTV E-Post Time để cập nhật những bản tin mới nhất. Xin quý vị hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ video này đến với nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.